Được cái trời mưa mưa Vũ bắt được mấy nhá Vũ ơi. Không được cái. Hey. Câu đây, cái cỡ đây đó. Đủ xài rồi chứ cần gì nhiều. Cái này là cũng sắp tổng rồi. Giờ rồi. Này, con cái nào? Trần Hiếu nè. Sao mà để nguyên da mày? Trần Hiếu nè. Trần Hiếu ngon. Nguyên da chứ ai làm nguyên da. Qua này nguyên da ngon à? Dạ. Cái cục nào ấy két ra con nào bự két qua còn mấy. Đấy, chiến cái mấy món cá này hồi chiều vậy rồi cái mưa cái là mình đổi món liền nha. Món này lâu lắm rồi mới ăn lại. Hôm nay đầu bếp chúc mừng nha. Sao được không? Trời ơi. Chiêu chiêu của chúc mừng mà. Chiêu của mừng mà nó tao làm mày yên trí vậy mà bà dở rồi ác dở. Đầu bếp đẳng cấp. Chúc mừng làm mồi hơi bị bén đấy. Có nhiều muối vô hay cho nó lại. Trời nửa ký rồi chứ ông hiểu không kìa, không được nửa ký là chứ mà không sao. Đấy. Ít nó quá ngọt. Bây giờ mình phải ram cái rồi nó giữ cái độ ngọt mới gia vị. Vậy đây nó không tốt cái độ ngọt ra ngoài. À không cho nó ra ngoài. Rồi mới gia vị. Mới gia vị. À nó hơi cũng cái. À để vô coi thấy còn bị miếng cá nào không. Không mình làm nó có cái có bài dở của nó. Đấy, bây giờ chỉ cần đen dầu rồi bắt đầu quét rồi. Gia vị. Mời cho xíu mắm này, xong bánh đá nè mời ơi. Đấy, trời ơi, do vậy ok. Làm nó có cái bài dở chứ mới kêu cái trời ơi. Thôi rồi, hãy giờ. Tuyệt quá luôn. Giờ này có thiếu cái gì đâu mà. Ừ. Chứ không thiếu, cái thiếu tiêu thôi mà mời ông không có tiêu. Bây giờ chưa có tiêu thôi. Để vô giặt lá ngò gai không mà. Ừ. Xe nó chín rồi mình bỏ vô, nếu có bắt cứ cái rau gì cũng được. Khi mà thì nó chín rồi á là mình ok rồi, quá số bột luôn. Đó. Cũng khá lâu rồi cũng chưa chiến đấu lại cái món này. Lúc nhỏ, lúc nhỏ chị nhà theo bà. Nhưng mà mời làm nó có cái khác. Nếu không người ta vô một lần cái mời đó vô xem hết rồi vô luôn cô để chữ giữ cái đồ ngọt của ngon quá mình ơi. Trời đồ này chắc là tráng giờ đây có giờ có nước cái gì. Má hú luôn á. Nhậu tới mốt luôn chứ đừng có. Chỗ anh em mình đây 2-3 tháng chưa có cơn mưa nào. Hôm nay có anh bạn trên Gia Lai xuống cái là được cái món này hơi bị. Ông hình quá nè, trúng trúng cái món nè trời mưa đủ rồi dạy nó miếng quá mười ơi. Chín cho mừ chín rồi. Chín kỹ chưa ạ? Kỹ kỹ luôn. Rồi, con trời mưa mừng em biết rồi tao ăn trước luôn cái đuôi con gì đấy con này chứ là tôi sắp tổng anh chị chín rồi nó ngon sao mà thịt nó ngọt luôn. Wow. Đây có cần gia vị của em ơi. À, anh Tiều được làm miếng anh làm miếng trước đi đủ anh má còn da còn da dám ăn giò mới ngon như xưa. Oh. Nói thiệt luôn á, tỉnh chưa? Tỉnh ngừ liền không? Nó ngọt quá rồi đó, làm miếng bánh trái này, xúc rồi. Đùi chưa chín đâu. Ăn trước rồi mà. Sợ nó chưa chín. Trời ơi, chú mừng em mà nuốt rồi mà. Người sắp đóng á. Sắp đóng à. Đây mừng. Ở quê mới có mấy cái món này thôi. Chú mừng đó ăn rồi mà còn không chí nữa trời, mà nó sầu gì. Ngon quá chú mừng. Trời ơi. Bạn nhờ nha. Trời ơi, sắp đóng già ăn ngon vậy ta. Ừ. Rồi đưa, đừng mặn quá. Ngon quá. Dạ rồi. Đây là mấy người. Ngon. Mời em nha. Đúng quá, đời luôn á. Sống. Ừ. Cái gì trời. Sống rồi đó, nhẹ. Hôm nay có mưa là có món này. Được rồi, sao rồi. Rồi. Làm quá. Làm quá. Em sống mà biết được chứ. Thôi, được rồi, được rồi. Dừng, tắt rồi. Tắt ra. Ở nha. Trời. Ngon.